Đây là một cái mô hình là trồng cây cà pháo và xen canh cây húng quế, dành cho những anh chị nào mà đang dự tính trồng xen canh ha, mà không biết là xen canh với cây gì thì anh chị cũng có thể là tham khảo cái mô hình này. Thì trước đó là team bên em là có trồng cây húng quế ha, sau đó thì mình chèn cái cây cà pháo vô. Hôm nay thì đến cái thời điểm là mình thu hoạch cái cây húng quế anh chị, thì cây cà pháo của mình thì nó cũng đã có trái rồi ha, có nghĩa là khi mà mình thu hoạch xong cái cây húng quế á là mình sẽ chuyển sang là mình bắt đầu là mình thu hoạch cái cây cà pháo này luôn, có nghĩa là một công đôi chuyện nha anh chị ha, mình có hai cái đầu thu nhập. Thì đây là một cái mô hình là khá là năng suất, em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị ha. Thì anh chị nào quan tâm thì có thể là bấm nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này trên cái Facebook á, để khi mà mình cần tìm lại thì mình cũng có thể là mình biết được anh chị ha. Thì đây là một cái mô hình là bên em là trồng ở khu vực là Gò Công Đông nha anh chị. Về cái đầu ra thì cũng khá là ổn nha anh chị ha. Thì anh chị nào mà tính trồng giống cái mô hình ở bên em mà không biết trồng làm sao á, thì anh chị có thể là vào Facebook ha, ghi là hội trồng cà pháo ba miền, giao lưu mua và bán nha anh chị ha, để anh chị có thể là tìm được cái đầu ra nha. Và sau đó thì anh chị có thể là mua cái hạt giống. Thì hạt giống thì bên em thì cũng có cái hỗ trợ cho anh chị về cái hạt giống cà pháo nha anh chị. Còn riêng cái hạt giống quế thì anh chị có thể là liên hệ là cái kênh YouTube là anh Mừng Gò Công ha. Thì để anh chị có thể là có được cái hạt giống quế. Còn hạt giống cà pháo thì anh chị cứ đi Zalo bên em nha anh chị. Thì trong cái mô hình này á thì bên em bán theo lạng nha anh chị ha. Một lạng như vậy là anh chị có thể là trồng được là 1.000 mét vuông. Đó thì khoảng cách trồng thì anh chị cũng có thể là thấy được ha. Khoảng từ 50 cho đến 70 nha anh chị. Thì trồng thưa thì mới mốt cái tàn của mình thì nó sẽ rộng và ít bệnh nha cô chú anh chị. Về những cái phần về thuốc men á, thì anh chị có thể là vào cái TikTok của em ha, là Quỳnh Thủy Tinh Vlog, trong đó có phần trưng bày anh chị. Thì trong đó có những cái loại thuốc như là sâu nhện 5.0 á, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị về là xịt sâu đục thân cũng như là sâu dễ bù, sâu các kiểu luôn nha anh chị ha. Nói chung là cái chai sâu nhện 5.0 này nó rất là hay. Anh chị có thể là vào cái phần là phần trưng bày của em để anh chị có thể là mua. Còn đối với mà về phần hỗ trợ trái cho cây cà pháo của mình á, thì trong đó là em có thêm như những cái dòng là nano canxi bo đó, để hỗ trợ cho trái cà pháo của mình là nó bóng nó láng. Nói chung là em hay livestream nữa, thì anh chị có thể là vào like của em để anh chị hỏi ha. Đó thì đây là một cái mô hình là trồng xen canh khá là hay luôn, em giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Và giống cà pháo ở bên em thì đây là một cái giống cà pháo trắng giòn nha anh chị ha, chuẩn bông tím trái trắng luôn. Nó và em cũng đã chia sẻ cho anh chị một số video về cách lấy tàn ở trên cây cà pháo của mình. Nếu như là anh chị mà muốn lấy tàn rộng phải không, thì chúng ta là đi cái phân là ure, một tháng chúng ta đi một lần nha anh chị ha. Còn muốn cây của mình mà nó lùng lùng á, mà nó sai trái á, thì chúng ta đi cái dòng phân là có hàm lượng kali nha anh chị. Nó như vậy là được rồi, nó rất là đơn giản luôn. Thời buổi đầu á, khi mà mình trồng cây cà pháo anh chị thì nó cũng không có bệnh nhiều đâu, nếu như là đất mới nha. Còn đất cũ á, thì có thể là nó hay bị nhiễm khuẩn đó. Nhưng mà mình cũng có những cái loại thuốc để mình chia sẻ cho anh chị như là Aliet hoặc là Ridomin để mình phòng lỡ cổ rễ nha anh chị. Nó thì anh chị cố gắng là bấm đăng ký kênh của em để anh chị theo dõi được những cái cách mà em chia sẻ về cà pháo ha. Và song song đó thì em cũng có chia sẻ cho anh chị những cái bộ video về cà pháo nha anh chị. Anh chị có thể bấm vào phần danh sách phát của kênh của em đó, nó có cái phần là trồng cà pháo. Nó thì anh chị bấm vô đó, hiện tại là đang có là gần 40 cái video về cà pháo rồi. Anh chị cũng có thể là xem được ha. Còn đây là một cái mô hình là trồng quế mà xen canh cây cà pháo đó, em chia sẻ cho anh chị. Anh chị mà thấy thích cái mô hình này thì cứ liên hệ ha, hoặc là anh chị đang có trồng mít nè, rồi trồng dừa nè, rồi trồng cái cây sầu riêng nè, hoặc là cà phê hay gì đó anh chị, thì anh chị có thể là chen cái cây cà pháo này vô để mà trồng ha, rất là ok luôn. Cái năng suất của nó trên 1.000 mét vuông nha anh chị ha, nếu như là khoảng cách khoảng đâu từ 5 cho đến 6 tấc á, thì nó sẽ hái là gần 200 kg trên một tuần nha anh chị. Có nghĩa là một tháng như vậy là mình hái là gần 800 kg đó. Mà nếu như mà cái giá của mình á, mà hên hên nha anh chị ha, nó lên khoảng đâu là tầm 12.000 thôi là anh chị thấy anh chị rất là ngon rồi. Còn còn cái giá mà quân bình của nó thì nó thường thường là nó sẽ dao động từ mức giá là từ 7-8.000 nha anh chị ha. Còn vô đợt Tết á thì nó sẽ rẻ khoảng đâu là một tuần, có nghĩa là nó khoảng đâu tầm 3-4 ngàn gì đó nha anh chị ha. Thường đâu là khoảng đâu là lối 25 Tết của mình thì nó sẽ rẻ, và nó rẻ cho đến khoảng đâu là mùng 6 Tết là nó sẽ lên lại nha anh chị. Thì đó là một số thông tin mà em muốn chia sẻ cho anh chị. Còn chi tiết mà nhiều hơn á thì anh chị hãy vào phần danh sách phát của em ha, trong đó có rất là nhiều cái video, hoặc là anh chị có thể lục lại những cái video cũ của em á, anh chị xem ha, em chia sẻ rất là kỹ luôn cho anh chị nha. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.